luôn, bây giờ lên đi không được rồi nè. Gì là chỉ có ngày thứ hai với thứ tư thôi hả chị Năm? Giờ phải đổi lại. Kết quả nội soi nha cả nhà. Đó. Cũng năm rồi. Đây kết quả nè, kết luận là viêm chợt phẳng niêm mạc hang hang vị. Bao tử chúng mình được á. Dạ dày. Cái này là đường ruột. Hai cái. Ruột cái này là mày nội soi là nó bị sưng rồi đó, viêm rồi đó. Cái gì đây? Thì bỏ bây giờ bỏ vô đây nha. Bỏ vô đây có bệnh án cũ rồi nó dễ dễ xử lý. Đây là cái kết quả bệnh án cũ mà khi mà đi nội soi. Nội soi hai cái đâu, một cái màu nội soi dày dày, một cái nội coi nội nội soi đại tràng. Hai tấm này mình giữ hai tấm này đem lên. Còn mấy này thôi. Đây siêu âm để chụp hình. Cái bỏ vô đây đi. Tao coi mấy cái gì vậy?
Rồi cái tưởng bỏ vô. Bỏ cái, lấy hai cái này ra. Cái này gì đây? Chụp gì vậy? Chụp gì vậy? Lấy hai cái này ra. Mấy cái kia là to thuốc à? Dạ. Mấy cái còn lại là thuốc rồi đó. Cái giấy, bằng cái giấy giấy. Đem theo cái này. Cái này này không khỏi hả? Cái này khỏi hả? Mày để nhà ha? Cái đó để nhà chứ mình đem theo là cái gì đâu. Mình đem theo này cũng cho bác sĩ tham khảo chứ lên chợ cũng làm lại à. Bây giờ lên sân bay đi, sân bay đi thành phố. Sân bay nè mà hiện giờ là cái giấy căn cước công dân của Quy á là bị hết hạn. Mà hai mẹ con á làm một lượt mà cái của Quy hết hạn em không biết. Của Quy cũng không biết luôn, bây giờ lên đi không được rồi nè. Chết mẹ luôn. Hết hạn hả? Dạ. Mới làm đây. Thì bởi vì ta nói thì 25 tuổi là phải làm lại. Cái tuổi gì đó. 25 tuổi phải làm lại. Nó làm lượt với em đó. Mà bây giờ nó hết hạn rồi. Chết mẹ, vậy là đi đổi vậy căn cước vậy là nó cho lên máy bay à. Dạ. Yeah. Máy bay bây giờ có hộ chiếu nhưng mà bây giờ về lấy hộ chiếu cũng không có kịp giờ nữa. Vậy mình lấy hộ chiếu mình đi được mà phải không? Dạ lấy hộ chiếu đi được. Nhưng mà không kịp giờ. Không kịp giờ, buổi sáng này là lên được khám được kịp không chị Năm? Bây giờ về lấy hộ chiếu, đổi vé lại. Về lấy hộ chiếu đi. Về lấy đi. Đổi hộ chiếu. Được, nhờ đi được, hộ chiếu đi được nhưng mà bây giờ không có kịp giờ đi nè. Đổi thành buổi chiều. Chú, đổi. Trong vòng này được nhưng mà đại khái là như vậy là như vậy trễ giờ như vậy rồi nó trả tiền lại cho mình không? Không. Đổi vé lại, đổi vé. Phải ấy nữa kìa, phải tốn tiền nữa kìa. Đổi vé lại được không sao. Ví dụ như nhưng mà nội ví dụ khám buổi sáng được thì khám buổi chiều. Vậy có khám buổi chiều ha. Giờ vậy để em hỏi lại thử coi có gì. Khám từ 6 giờ đến 11 giờ nghỉ rồi bắt đầu 1 giờ làm tới 4 giờ chiều. Dạ. An tâm như vậy thì bây giờ đăng ký sao ta? Giờ nếu mà ngày mai là không được hả chị Năm? Ngày mai là đâu có khám được hả? Tại vì thứ hai với khám về nội tiêu hóa, về đường ruột cái thì thứ hai với thứ tư. Như vậy thì sao ta? Như vậy thì bây giờ cứ đi rồi đi vô có gì thì mình bẻ kèo đi qua bên ông sẽ kia chứ. Bây giờ nếu mà để em nói cái vụ vé này xong đi về các em gọi chị Năm ha. Ok, rồi. Dạ. Cảm ơn chú. Giờ có chuyến 2 giờ chiều. 2 giờ chiều ha. Có chuyến 2 giờ chiều. 2 giờ chiều đó, 2 giờ chiều ấy. Là chỉ có ngày thứ hai với thứ tư thôi hả chị Năm? Giờ phải đổi lại. Okay.
phim một người 500 mấy là 1.060.000, mà sao tự nhiên nói tính tiền 1.060.000 xong cái nó kêu thôi khỏi đi cô ơi, cái này là hỗ trợ, tại thấy người bệnh đó, hỗ trợ. Tại em đeo hộ chiếu rồi đi con làm này. Em đâu có biết đâu, tự nhiên đi thành phố đeo hộ chiếu làm gì? Nếu mà biết ký căn cước công dân vậy thì đem theo rồi. Thôi rồi giờ đi về cái nhà. Cái giấy căn cước công dân của Huy là nó hết hạn, tại vì á người ta tính cái tuổi của Huy là 25 tuổi là phải đi làm lại. Nhưng mà không có biết, không có để ý, tại vì não giờ không có xài. Cho nên là để trong bóp á, giờ đi cái móc ra cái hết hạn. Nào giờ nó cũng không có đi đâu nữa, bởi vì kêu đi hỏi vợ nó đâu biết từ nào đi đâu. Giờ ta trả về, mà lúc đó là Huy đang bệnh luôn, đang mệt, đang bị tuột đường á, đổ hôi lạnh ướt hết trơn đầu luôn. Là người ta kêu là đổi nhạy đi. Nếu mà đổi vé lại á là phải buồn tiền là 1.060.000. Nhưng mà không biết sao á, mình đang mất tiền. Không, cái này là cái điện thoại của mình chứ. Thì người ta phải ưu tiên cho mình. Tại vì người ta cũng muốn là cho nó đi cho kịp, nhưng mà bây giờ không thể nào đi được hết cách. Giờ đổi lại chiến chiều thì đi cũng không xong. Không kịp tại vì ở chỗ cái lịch của ta là thứ tư với thứ hai. Thứ tư. Bữa nay mình lên là kịp khám liền. Nhưng mà bây giờ đặt lịch giờ mà bây giờ mình không khám được thì để chờ tới thứ hai. Thành ra bây giờ là chờ tới thứ hai thành ra mới đổi vé lại cái tới ngày chủ nhật. Mình đi lên là tới sáng thứ hai mình đi khám. Nói sớm. Gì nói tội cho cô rồi. Năm á, cô Năm rồi bắt đầu cái chị Năm á, trở thành chị Năm ở chợ đảm nhiệm ở chợ tiếng tiếng hậu 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 phương á rồi á. Nói Úc Huy mệt quá giờ bây giờ thôi đổi vé lại cho Úc Huy về ngày nghỉ hơi đi, để tới chủ nhật đi về thứ hai đi khám luôn. Thành ra đổi vé cái người ta nói là bù là 1.060.000, bù vé 1.060.000. Nhưng mà cái chú đó thấy như là người bệnh mà đi về, cái chú nó nói thôi khỏi đi cô ơi, không có lấy tiền, tại vì cái này là hỗ trợ, tại thấy em nó bệnh đó, nói vậy đó. Về mừng quá trời, không có lấy tiền. Không phải là bù 1.000 đó hả? Đang mất tiền 1.060.000. Người ta đánh mấy vé đưa cho mình lên rồi. Mấy cho tôi uống cà phê đi. Cái gì nãy con định nói gì ta, là ban đầu là nói là còn một cái vé là hai giờ. Không, mấy vé đi hết chỗ ngồi luôn rồi. Lúc đầu nghe nói là 2 giờ gì đó thì mới bàn lại với cô Năm là 2 giờ vẫn kịp, vẫn còn khám kịp. Thì vô hỏi tiếp thì nó 2 giờ là hết luôn rồi, chỉ có 5 giờ thôi, là 5 giờ là hốt nha cả nhà. Bác sĩ chỉ khám là thứ hai với thứ tư là 2 ngày, khám có 2 ngày, chuyên khoa về cái đường ruột là khám 2 ngày đó, nhưng mà khám tới 4 giờ chiều là ngưng rồi. Cái này là vé tới 5 giờ là coi như là đi cũng như không, bắt buộc phải đặt lại chủ nhật, mình lên sớm một ngày. Để có gì mà nếu mà có trục chặt gì thì mình xử lý được. Chứ này mình đi sát giờ quá. Thôi bây giờ trễ chuyến bay rồi mình cũng thủ ổn mày không nè. Rồi ăn đi rồi con mình chia sẻ món ăn gì đó, mình có đây có nấu gì không? Không mà bá trả lại tiền lương đi. Nãy lúc mà đi rồi bá cũng xin tiền lương ở nhà. Nhưng mà giờ không đi nữa thì trả lại tiền lương cho mẹ rồi. Thôi bây giờ nó nhiều nó ăn bánh mì đi, nó đã ăn mì đó. Ủa sao lãng sao chị khác không vậy? Thì lại sao cả? Thôi bây giờ nói chung là... Mới hai mẹ con mình đè xuống, chắc lọt. cái lúc mà chuẩn bị đi á, là cái tối mới hôm qua là hơi không ngủ được. Nó đau quá, không ngủ được, là thức nguyên đêm, là 4 giờ sáng là bắt đầu đi luôn. Chuẩn bị đi luôn rồi. Cái chứng bệnh này nó về đêm nó đau nằm nhiều hơn là ban ngày. Nó ngộ vậy đó, đúng không? Đại khái là khi mà cha nằm xuống là cha cảm nhận nó nhiều hơn. Khi mà cha hoạt động cha bị phân tâm á, phân tán cái chú ý. Còn cha nằm xuống là cha cảm nhận hết cơ thể cha là nó bị nhiều nặng hơn. Rồi lên đỉnh cùng cầu may sao mà đi bữa đó đi sao mà suôn sẻ, rồi cái bác sĩ khám mà gọi là uống thuốc để mà cho nó tiêu viêm hay tiêu sưng hay là... Bây giờ là
bây giờ là chỉ đợi chủ nhật. Bây giờ chờ chủ nhật, chừng nào khi mà đi qua tới bên đó thì sẽ quay. Mà giờ mấy cái quay á nó khỏe mạnh bình thường á, nhưng mà trong bụng cái đau ngầm, nó cứ ngầm. Ý là Huy đau nhưng mà mình không thể hiện nha, mình đau tại vì Huy bị đau 4 năm rồi cả nhà, giống như mà mình bị cái gì đó mà nó dài quá, là mình kiểu mình chấp nhận nó, khi mình nó đau thì mình biết tới đau thôi, chứ mặt mình vẫn bình thường. Chứ không lẽ mình nhăn nhó suốt 4 năm trời thì nó kỳ. Lúc đầu á, lúc mới đau á là nhăn nhó dữ lắm, cỡ năm đầu tiên á là nhăn nhó dữ lắm, mà về sau là hết rồi. Ý là vẫn đau nhưng mà mặt mình nó bình thường lại. Nhưng mà không ngủ, khó ngủ. Không ngủ được, nó vô cùng mệt mỏi, lúc nào Huy không có năng lượng. Cái năng lượng này nó cũng dưới đáy vậy á, không có thì kiểu không có tinh thần gì hết á. Thôi vậy dưỡng sức thêm vài bữa nữa đi. Chủ nhật 4 ngày, chủ nhật 4 ngày nữa đi. Chủ nhật lên nghỉ hai bữa nữa rồi. Tối bây giờ sẽ tối ngày chờ nhà nghỉ hết ngày nữa. Rồi thì mình nghỉ cho nó khỏe, ăn sáng đi sáng sớm. Có tại lắm, có thấy vậy xong xuôi mà tranh thủ mới 3 ngày. Do mãi bây giờ còn lấy khói á, còn bây giờ còn lấy khói á, tại vì nó tụt đường quá, nó khói, nó nhức đầu quá. Nữa không phải nữa, sau này thức cho sớm chút xíu, ăn uống cho đàng hoàng, uống làm ly cà đường, làm ly cà xiên luôn chứ không sớm nữa. Làm ly cà đường mắm đàng hoàng, nó uống đàng hoàng, hả đi tỉnh tuồng mới đi. Vị trí này đi về là bắt đầu cho nó làm giấy căn cước công dân. Bây giờ là Huy đi là bây giờ là không có thời gian để làm cái căn cước lại. Bây giờ là mình sẽ lấy cái passport, cái hộ chiếu để mình đi xong về rồi mình sẽ làm lại căn cước. Căn cước là 25 tuổi phải làm lần. Bây giờ thì cũng tạm ngừng đây thì chuyến bay này không thành công rồi. Trở về rồi ăn bánh mì thôi, chứ bây giờ sao bây giờ? Không được, vậy bình thường, không được bình thường. Nói chung là mình chờ 4 năm rồi, mình chờ thêm mấy ngày nữa cũng sao? Chờ thêm mấy ngày nữa. Ê, chờ 4 ngày nữa. Mình chờ 4 năm rồi, giờ chờ thêm 4 ngày nữa. Trùng hợp nha. Này là có khi là ông trời đó. Thôi. Thì nói vậy thôi, thì cũng chia sẻ, có gì cũng chia sẻ để cả nhà biết được nữa sau này ha. Bây giờ đi điều trị tây y đi, rồi giờ cái phối hợp thuốc nam nữa, cả nhà biết cái gì á mà nó hay đã từng cái trải qua cơn bệnh đó rồi khó khăn đó rồi ở đâu chuyên khoa người ta chỉ đi hết rồi, chuyên khoa chị không để cho nói mình uống thuốc tây, nhưng mà một phần cũng nếu mà thuốc nam hay đó có mình nhắn hỗ trợ vô cho nó yêu. Thuốc nam không có gì hết, nếu là các cô chú anh chị mà biết cái bài thuốc đó thì mình cũng làm để mình uống cho nó khỏe cơ thể. Đang đứng chờ đó nghe nó đưa con giấy là nó nói hết hạn thì thấy hỏi thôi rồi. Trời ơi chết mẹ vậy, nghĩ làm sao rồi, chuyến bay nó lỡ dở thì sợ bỏ vé nữa, may nó đổi vé lại được cũng mừng. Mà đổi vé là người ta đã phải bù tiền mà không có tiền mừng thêm chẳng nữa. Trời ơi, nó xui cái này mà. Cái mẹ mẹ còn đòi chờ thêm tới 9 giờ, con nói chờ hết nổi rồi. Trong cái mày có cái khơm. Mồ hôi con tuôn quá trời tuôn rồi, con sắp gục rồi đó, con sắp gục tới nơi rồi đó. Thấy nó mệt quá rồi thôi đổi vé luôn á. Này có chứng bệnh đường ruột á, cả nhà biết sao không? Hạ đường huyết nữa. Nó bị hạ đường huyết với lại nó chứng hồi hộp á, đường ruột nó hồi hộp thì nó làm đủ thứ cho nó. Mày nãy là hạ đường huyết. Hạ đường huyết rồi mắc mũ nữa, mắc mũ nó bây giờ vô quậy đi, chạy đường muốn đi. Thôi cả nhà bây giờ Huy sẽ up cái video này lên trước để cập nhật tình hình cho cả nhà. Nếu mà Huy qua tới bên Sài Gòn thì Huy sẽ quay tiếp cho cả nhà là cái lên Sài Gòn chứ qua tới gì? Quên, qua bên Thái là cái quên. Huy lên Sài Gòn sẽ quay tiếp cho cả nhà biết thêm tình hình tiếp theo nha cả nhà. Giờ thì xin chào, hẹn gặp lại cả nhà tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.